Xin chào tất cả các bậc phụ huynh và các con. Hôm nay là buổi ôn tập, em sẽ đọc lại tất cả các từ vựng và các mẫu câu. Raisins, raisins. Plums, plums. Crisps, crisps. Cakes, cakes. Music, music. Yogurt, yogurt. Jojo, jojo. Zebra, zebra. Zoo, zoo. 19, 19, 20, 20. Đây là các mẫu câu các con cần phải nắm được. I like raisins. I like raisins. I don't like crisps. I don't like crisps. I like yogurt. I like yogurt. I like my Jojo. I like my Jojo. Ngoài ra, phụ huynh có thể luyện nói với các con ở nhà theo các cấu trúc câu như sau. What do you like? I like cakes. What do you like? I like cakes. What don't you like? I don't like plums. What don't you like? I don't like plums. Do you like crisps? Do you like crisps? Yes, I do. Yes, I do. Do you like raisins? Do you like raisins? No, I don't. No, I don't. Thank you. Goodbye. See you next time.